con nói thật là thầy mình phải có trách nhiệm. Mà ở đây thì cho nó đâu có người ta đâu có không, người ta nuôi đàng hoàng, đâu không thật. SBT, hội sức mạnh thành của thành phố nào nó cũng có cái đó. Thế giờ bây giờ con đến nhà con nói thật, con Asia này thầy phải có license về nhà thành phố mua cái permit, nó gọi là permit á, yeah. Cái bằng này coi nó thầy có bị cắn ai là nó lôi thầy ra. Nhiều chuyện lắm này, ấy là chưa kể nó bắt thầy phải đi chích người cho nó. Nhiều chuyện lắm. Người chó bên này không phải như ở Việt Nam mình, thầy chích người nuôi nha, chứ không phải nó khó khăn lắm, luật nó có giao. Cho thì không đành, mà đánh riết là cái tội. Và tội nữa thầy, mà bực mà mình nó không. Nó lì, nó không thể chịu nổi. Nhưng mà chó mà thầy chúc sinh mà nói sao để người còn lì đấy, đừng nói chó. Nhưng mà có điều là ok, con chỉ nghĩ vấn đề bực mình của thầy. Thầy rước cái bực mình vô, thầy xả xong rồi. Tại vì trách nhiệm của thầy sao thầy bỏ. Thầy đã bỏ tất cả, thầy bây giờ hãy cho hết hai con luôn. Vâng, thầy muốn cho hết hai con cũng được, không sao hết. Để không nuôi nữa, nhức đầu quá. Vâng, thì con biết thầy mệt, mệt lắm chứ. Tối ngày giờ thầy đi đâu cũng không được nữa. Thầy đi đâu cũng kẹt lắm, là ai cho nó ăn? Ai cho nó đái? Kẹt lắm mà thầy, khổ lắm mà chứ không cái bực mình là thầy mà. Tại thầy thích thầy con chiều thôi chứ thầy nhờ con muốn cản thầy lâu rồi. Nhiều có chuyện phức tạp lắm. Bây giờ nuôi nó rồi thì cho không đàn mà nó bực mình quá. Với thầy đi cố gắng giữ đàn nào những người đó. Bây giờ thầy hết nghiệp rồi thôi, cái đó là cái nghiệp của thầy nữa. Con nói thật, cũng có cái nghiệp nữa, là cái nợ oan gia nữa. Đừng có thể mang về thầy nuôi nữa. Cái nghiệp mà tự động, thế lúc là thầy tỉnh ra cái thầy bỏ. Như bây giờ con làm thì thầy tức. Không, đem thì dưới bỏ, chứ đợi chạy xung quanh nhà, chứ nhà nó rộng. Bên này á? Không, bên dưới nhà cô Loan á. Nè chỗ ngỡ á, ai đây, nuôi thì cái đồ quán như cho nó không mạnh mà ai nuôi, nhưng mà phải có nó. Trời ơi, ai nuôi nó? Đây là chưa kể nó có hồ nước rồi đó, mới thầy biết nó có cái hồ nước có té chết đó. Nó không chết đâu, chó té nước nó lộ lên rồi đó. Thì kẹt lắm mà con không biết nó có thích không, để con hỏi nó coi. Nó thích con mang về cho nó. Em hai con ở dưới vâng. Đó nữa. Vâng, chịu hết nổi rồi. Hà biết cái người nuôi vậy đó mà an tâm chứ. Còn hồi thầy đừng cái sao, hồi đến này không có phải tàn nhẫn như ở Việt Nam mình đâu, mang về ăn thịt tao không có đâu, nó tuyệt đối không bao giờ ăn thịt chó, nó nuôi nó bán con. Còn trường hợp bà già yếu quá là nó chích thuốc cho chết. Chứ hồi đây không có chuyện đó, hồi bảo vệ sức khỏe đây không có chuyện đó, là thoải mái. Ở bên này được cái gì nữa còn cho hoài chứ. Ý mình biết người nuôi á, bạn không biết người nuôi thì vô đấy, thì nó sẽ cho kiểm cho cảnh vậy, nó con không biết. Nhưng mà thiệt tình nuôi thì nhớ, tại tự vương thì tình bởi vậy nó vương khổ tình vậy lắm, cái tình thì vẫn vương nữa, con nói thật. Tức thì giận đạp đau mà hở không á, đạp thì đâu đạp đúng đó thì mình cũng thấy nó đau, cứ đạp cho mấy cái ghế đi, ghế thứ này, đạp cho cái giò nó mới đau, mà không là nó lì dữ lắm. Thầy ơi, thầy đó, thầy tứ đại giai không rồi. Thầy con sơ sơ cũng vậy đó. Bây giờ thầy vướng mắc vô cái tình này. Cái này là tình nữa thầy, có phải tình không? Cái này là tình chứ. Bạn này có tình chứ. Thì đúng rồi, không phải có tình thương mới nuôi nó. Có tình chứ, cái này là sự lý tình như này, cái là lý tình như này. Vậy đang nghĩ dưới nuôi đi cậy đó là đồ như có tiệm nên mình sẽ ăn. Mà hỏi không á, bây giờ nó sợ dữ lắm. Anh thấy, tôi thấy lần này tặng hắn cái là nó quên. Nó sợ mà nó quên. Nó không đủ sức để mà nhớ nhận ra cái sợ. Thế nhưng mà nãy nó đi ra ngoài nước, đã nói nó rồi. Nó chạy ra giờ leo lên niệm nằm, rồi phải đi giặt đồ, giặt mấy cái niệm mà cái gối trước đó. Rồi phải đi mở áo gối đi giặt, mình sạch sẽ. Mình muốn cái tài đạo thì mình thầy cũng dán cái đó hả? Dán rồi, đã dán dán nó đỡ không? Dán rút khô luôn mà. Ui, mặt lắm mà thầy, mặt lắm á, thầy chịu cái chịu đó nữa không? Còn cái này chưa dán mấy con miếng nè. Quên, giờ không gắt mới nhớ. Dán đi thầy, nó đỡ lắm. Nó nằm, này nằm nó đỡ gì nè. Tối ngủ được. Nè hả? Đó, cái này hay lắm á thầy. Mặt lắm á, thầy cũng thấy nóng hả? Nhưng mà nó không. Nó rút khô à, nó rút khô cái miếng này luôn á. Vậy cơ hả?
Dán em. Để đưa con dán thầy chưa? Được thôi, được rồi. Dán chút xíu rồi mà tự rồi cởi cái áo. Đưa đây con dán cho, để kéo được con dán cho thầy chứ có gì đâu. Cái này đó. À, nó nghe này, thầy cổ xuống. Luôn miếng luôn đó thầy. Dạ luôn miếng thì nó rút khô luôn à. Thầy thấy đường lấy được miếng nhau, con không thấy được. Trời đang thấy con. Thầy không thấy hả? Để thôi, con không, được rồi, được rồi, được rồi, từ từ mò mò đó. Nè hả? Chứ con thì như già hơn thầy ạ. Như không già rồi. Rồi. Thầy còn trẻ chứ, con này già hơn thầy rồi. Thầy muốn từ đâu? Từ cái chỗ cái đây nè, cổ nè. Cổ này cởi xuống ha. Dạ. Ngay cái dây chằng xuống đó. Xuống cái dài. Tối qua ngủ được, cũng đỡ. Ừ. Đó, thấy không? Không có dưới. Nó để cho nó dính vô. Dính vô nó rút. Dính vô nó rút dữ lắm à. Rồi, cảm ơn. Đó, giờ đây, em hỏi đi hay được hay? Hả? Được thì hỏi cô Bảy, cô Triệu đem gì dưới cho cổ dạ, đi. Được rồi. À, mình biết. Thân tình với nó lắm mà thầy hỏi đây đi. Mình biết. Cô Bảy ơi, tôi có hai cái cuộn đó. Anh cô làm rất là muốn làm cho tôi được. Thôi bỏ nó chạy vòng vòng giường được. Tại vì đất, cho nó rộng. Đất rộng nó chạy nó thích vậy đó. Đi đây nó nhỏ rồi, nó thích đùa giả, nó thích kia. Mình thì thấy thì thấy tội nghiệp thương. Tối ngày mà nó nghe mình rụt rịch cái là nó dòm cái mình đúng đi. À đó, đó không chân sắc vậy. Nó không chân sắc như thầy đâu. Nó có gì nó quặng ăn chứ không tắm được như thầy đâu. Nó không có thời giờ nữa. Thì đúng rồi. Còn nói thật. Rồi nói không đâu, mà, tại vì mình thấy thương còn tắm thôi chứ. Nó đứng cho tắm à. Chứ nó không có thời giờ mà để. Mà tại tắm. Sao mà không biết hả? Hả đụng mình nó bơi. Nó bơi cơ bằng ức, nó bơi lỗ hang sao vậy. Chứ bây giờ nó không nhiều việc rồi, thí dụ nó tiêu tiểu nó biết rồi. Thì mình nó không có cực cái đó. Chỉ con nhỏ này là nó ngu thôi, nó ngu là nó. Nó ngu là nó thay vì nó tiêu nó ngay ngay cái miếng giữa đi nó không. Nó cứ đi cái xà quàng. Con xe. Nó không thấy đường. Nó còn quàng. Đây, đó là cái sợi tơ ràng vượt nghe thầy. Nó cột chặt mình vô nghe thầy. Đó. Tại đấy chuyện nhỏ đấy nghe. Con chó rồi đó. Con nhìn một lần con sợ lắm. Con khóc tôi, hết nước mắt. Đó. Tôi nghĩ tới cái ngày mà nó chết rồi mình buồn nữa. Còn khóc nữa chứ. Tại con khóc nữa. Con mình tự động mình bảo bác sĩ giết nó chết đó. Trời ơi đau khổ lắm thầy không biết cái cảm giác đó. Nên giờ con sợ lắm rồi. Thầy bảo nuôi rồi con sợ lắm rồi. Mà thầy thích thì con chịu rồi chứ. Thế thật rồi con cản, muốn cản lại lắm à. Thì muốn cho nó sủa nó giữ nhà. Giữ nhà đâu cũng thấy mà thấy là thầy nhức đầu trong mặt khổ mũi á. Đừng nói giờ khi nó bị tật thầy biết không. Rồi nó nằm một đống đó. Thầy còn hết hết mắt tốn tiền nữa. Còn lại con lớn này nè. Cái con Asia này, nó ra ngoài nó cắn người ta là thầy còn kẹt nữa. Nó cứ sợ ra ngoài săn đó, nó sợ lắm á. Nó không có cắn nhưng mà thí dụ như mấy cái người nó muốn làm tiền mình á, nó làm bỏ lại cho con chó nó ôm cái nó ngã rồi. Nó giả đây. Còn đây nó hỏi thầy license đâu, permit đâu, thầy đánh đủ. Thầy không có permit là thầy kẹt lắm, nuôi chó không có permit kẹt lắm, chó dài. Nên con nói này tốt nhất là ok, đỡ nhức đầu nhất là thầy nên cho đi. Con nói thật, thầy nên đi, chứ không tốt đâu. Này, thầy Vấn Vương cái này thầy đầu óc thầy không có tỉnh trí được. Này đơn giản mà nó sửa sửa ngoài nó kêu cầu ở ngoài nó phá. Không, ngoài thì nó không phá, cái đó thì được cái chỗ đó đó. Bây giờ thôi để hỏi cô Bảy cô... Dạ, thầy nên đi con nói thật. Giờ bỏ dưới đó, ở dưới cho nó thì chạy vòng vòng. Có kể. Ngoài đó đất, đất nó rộng. Chứ đồ nó ăn nó liền, nó ăn hà con này nó dễ lắm, cái gì nó ăn hết trơn á, chỉ có ớt là nó ăn thôi. Không có gì nó ăn dưa hấu hay là cái gì nó ăn hết trơn á. Còn xe xe thì nó khó ăn, xe thì chỉ có... Già rồi, tắm áo rồi. Cả mười mấy năm tuổi rồi chứ đầy ít gì. Con nào cũng sợ đó, mà lì, sợ mà lì. Nó chứ phải không sợ thì mình còn cho sớm nữa. Anh
con bị lần này không bao giờ con dám đụng tới nữa. Con muốn nuôi con thổi thổ giả này, giờ chỉ nuôi con người thôi. Nhà muốn chết rồi. Nhưng mà thôi, con người dù sao nó còn biết cái tỉnh thức hơn con chó con vật. Thầy nó còn biết tí. Nên thầy bảo mua mấy người Việt Nam bị tàn tật cái gì đó, thầy nuôi cả, cho cả năm trời tiền đó, đi bác sĩ gì đó. Rồi thôi, tại là cái đó còn lấy đó. Mà thôi xong cái chuyện nó yên trí. Còn cái này thầy mua tiền bên ngày nào cũng vậy, thầy mệt lắm. Thầy thật là mệt. Chứ còn trong từ thiện kia xong xong rồi thôi xong. Thầy cho vậy thôi, thầy nhất định là một năm phải thầy cho người ta thôi. Thì từ thiện là xong. Từ nó nhà đầu nhà cổ thầy còn tư tưởng còn nghĩ được. Thầy bình an thì thầy mới nghĩ được cái giải thoát. Chứ thầy chưa bình an mà thầy nghĩ giải thoát cái gì? Để bỏ hết đi này, bỏ hết đi. Đừng nói vương vấn gì nữa, bỏ hết đi. Nhất định như vậy đi. Thầy bỏ hết. Nha. Ông cứ đi thang trải đem dưới đi là cãi. Thầy có dễ thương con nuôi à? Không nói được ngang vậy. Nếu mà con phải gọi nó trước, nó đồng ý là con mang về. Ông gọi có tiểu không? Con gọi nó mang về, nó chịu mang về, nó mang về không con trở thẳng ra SBC để hộ xuất vật cho người ta. Không muốn biết cái người nuôi nó vậy đó. Người ta nói chuyện ra. Dạ. Thầy cũng có làm mua bán không? Không, nó ở nhà thầy. Nó ở nhà. Cho nên nó chạy ngoài đường, nó chạy ngoài. Tại vì chỗ đó có cửa rào đâu chung ngoài được. Vâng, không chung ra. Cứ chặt nó thoải mái, nó chạy đâu chạy. Nó là bắt rắn rết rồi. Không, thầy muốn nói chuyện mấy cưng nè. Cô Bảy ơi, bây giờ con chó tôi gửi với cô nuôi dùm thấy tội nghiệp nó dễ thương lắm mà nó, ở đây nó chặt chỗ. Không, cô đâu bỏ trong nhà đâu, cô để ở ngoài đường, ngoài. Không có cần chăm, cô ăn đồ ăn dư, cô hãy nó ăn à. Là con nuôi vậy thôi, vậy rồi. Con nuôi vậy. Sợ quá, nó sợ quá rồi. Nhà nó có con nít nó. Nhà con nít nó, ôi, càng chịu thôi càng. Không, bây giờ mà cái hàng rào nó kéo xong á, thì nó qua bển được. Tội lạnh lẽo nó. À, nó có biết lạnh, nó cỡ mặc áo vô, mua mấy cái áo mà mặc vô, nó cởi ra mặc vô à. Mà nếu nó nằm trong chuồng thì nó cởi không được. Nó ra ngoài cái hàng rào á, nó cả cho cái hàng rào cho mà được. À. Thôi để kéo hàng rào bên bỏ bên đi. Nó chung vô kho làm sao làm, mà nó cũng nhảy à. Tôi nói đúng là cái gì là cái nợ rồi. Dạ, con nói cái nợ rồi, nghiệp rồi đó. À, con biết rồi. Mày chơi chứ quát là thôi, bây giờ tự tâm tự tại chứ quát là bây giờ tự chặt đó. Để cho nó một tầng nữa đi mà nó không thay đổi nó cho thì cho thiệt à. Chịu hết nổi à. Bực cái gì mà. Không nhớ. Có học xem được ha. Học xem là bỏ đứng đá rồi nó cứng lại hả? Cứng lại. Thế hả? Thì kỳ vậy con không biết nè. Bây giờ nãy ngọt quá, tính mấy đại đá là hơi ngọt phải không? Tính đại đá cho chú ba chú ăn cho nó bị ông đưa đường, bớt đường. Chờ hoài ông bị kẹt xe. Thế à? Hai vợ chồng đi hết ạ? À? Hai chồng đi hết, ông Tóc lấy đồ ông đi liền. Ông muốn vô, mẹ đưa cho cô ba ăn ly thôi. Nó bằng đường phèn á, ông ba mua. Canh chua ngon lắm, chua này nấu đặc biệt, nấu lấy táo xuống nấu. Để tí đây ăn hả? Nó trong á. Đây à? Là còn son chứ. Biết sao tại sao nó đục không? Dạ. Biết rồi, bắp chuối. Nó bắp chuối nó ra đục vậy đó chứ. Ủa? Thế nói ủa sao kia nó trong khe mà tại sao vậy bắp chuối? Chứ nấu táo cũng đâu có nấu cho nó nhừ vớt ra chứ đâu có cho nhừ mấy đâu. Con chua nấu vậy mới ngon á. Chua đúng miền Nam á.
Ở cái trên nó bị không dám để trước, sợ sợ cô ấy á dẹp nguyên ớt ra, thí dụ cô ăn dưới cái chân nó để trên. Đầy nấu nhiều cho bên kia không? Nấu nhiều lắm, nấu một gô rồi cho cô Hiền, cô má Hoàng mà kia nữa, cho chú Ba nữa, bị hỏng chú Ba chú muốn ăn chua đó. Nấu nhiều đó, son bự luôn mà. Chết còn son, son nhỏ. Nhỏ để cô, nó cô cho rau nhúc, nhúc bỏ vô. Nó cô khỏi nấu, cô nấu cho tôi nhúm đi rồi tôi đem rồi tôi tự bỏ vô. Dạ vui rồi, ngày mai ông ba có về đây với thầy không? Dạ không biết, không hỏi, chắc hậu về ghé nè. Thôi về ghé đưa rau nhúc. Dạ, chắc về để đưa thôi. Thầy coi em mai chủ nhật, có phải đồng không? Mai chủ nhật. Dọn cái thứ ráng cho hết thứ hai, dọn sao? Dọn sao rồi tới, lộ hội tới, giờ cái gì? Tới, một tuần nữa thôi. Thứ hai là 13 rồi. Một tuần là 20 rồi, là thấy giờ sàn rồi. Không, giờ 26 mới tập trung hết. 26 tập trung thì 23, 24 có đi mua cái nệm với thầy. Dạ. Nghe, chứ đâu mua sớm làm gì? Đâu mua sớm làm đâu, gì? Đâu cần nữa. Đây, đây. Tao mua được cái giường bơm á, cái giường có bơm. Cái giường bơm mua cái để lầu. Dạ. Bơm hai người ngủ. Dạ. Và đừng bự quá, đừng win thôi, đừng kin. Dạ. Mua cái đệm đó là mấy chục, 40. Giường bơm hả? Vâng, 40. Đi đường này đi chứ đường này muốn đi, đừng muốn đi Costco à. À thì muốn đi Costco á hả? Dạ. Đi phải có ngày chứ. Mua trong đó là Costco. Cái niệm đó, Trung nó mua Costco á. Nè, giờ nó bung luôn. Con thường là con mua Walmart không à. Con mua hồi đó con bị cháy nhà đó. Không, mua một cái niệm, một cái giường bơm. Cái niệm không thôi, có một cái niệm thôi. Cái niệm nằm vô thoải mái. Cái niệm không mà nằm ngon lắm mà này. Ở gửi qua mạng hả? Vâng, ở Walmart á, 40. Tao rẻ vậy? 40 ha. Bơm vô về. À bơm. Bơm. Thay phổi vô. À là bơm hết, là mua hai cái bơm hết đó hả? Chứ không cần mua cái niệm hay kia hả? Không, không, bơm. Còn tự động không nằm rồi xì hơi ra. Bên đệ đó, nếu mà nằm dưới đệ đó, sáng ra thì mày muốn xì ra, xì không, tối thì bơi vô. Thôi thì cũng được, thôi mua hai cái cho nó gọn hả? Con này vậy không à? Tại nằm cái đó giá chiến. À vậy thôi, mày khỏi đi, tưởng nó phải vô Costco. Đâu, Costco mua làm gì lại, nó mắc hơn nhiều. Không, tưởng vô Costco mua cái niệm á. Niệm mua làm gì? Là tốn tiền nữa, nó đâu có ở đâu. Ừ, tại vì nó đi rồi nó con xì ra. Ừ. Con gấp đi cũng cất đi. Ừ. Hả? Cũng được. Chứ giờ đây mua cho cố vô rồi, đây không có chỗ để nữa, này khổ không nữa. Không có chỗ để rồi bụi bặm. Là đây nữa, đây khổ lắm rồi. Sao ngộ á, mình quét gì cũng bụi đó, giờ hồi. Ừ. Hồi riết là tính cứ kệ mò mà kệ cũng được đó. Giặt suốt ngày, ngày nào cũng mới giặt, nó cũng hoạt động hết. Không giặt cho chó thì giặt cho người, không giặt người giặt thảm. Không giặt thảm thì giặt màn. Trời suốt ngày vậy. Nè. Ngày thế vậy nó không còn đi tờ ốc rồi nữa. Không còn tờ ốc thì mà nghĩ cái này là. Sao nó dơ thì ông đỡ bà rồi lại bắt đầu. Lại dơ nữa chứ. Hả? Lại dơ nữa. Thì bảo gì? Lại đi là phải dơ nữa chứ, nghe thầy không muốn đi. Thầy về đi nữa chứ, thầy nghĩ ra vậy. Thí dụ thầy có ngày, có thì, ngày có giới hạn như, thôi. Như mai ở đây là mình mưa ít á, mà mỗi lần mưa cái thấy ra bực mình. Mà mưa thì thích đẹp, mà mưa xong rồi bực mình nó lầy lội. Đây cái đất của mình là đất bẫy, đất dày trồng mới tốt. Không, nếu mà thầy để ba miếng gạch đi lên thì thầy đâu có lầy lội gì đâu. Cái hàng hiên rồi thầy để cái miếng gạch á, miếng gạch vuông vuông như vậy. Mà đi dưới đi lên thì dính gạch. Đừng có đi dưới lên dơ lắm. Thế nên tại sao đất này trồng nó tốt là vậy đó. Nó lầy lội, nó trồng nó tốt. Thôi sang năm thầy qua ăn kia rồi, chứ bên này thầy đâu làm gì nữa đâu. Bên này thầy dẹp dần dần đi, xây cái hồ bán nguyệt đi thầy muốn á. Thôi, hả? Nói cho tôi xây. Xây hồ bán nguyệt đẹp lắm đó thầy. Xây được về, làm ở nhà mát. Làm ở nhà tới giờ chứ có điều kiện. Nhà thị tạ hả? Không có thị tạ, nó làm ở nhà để ăn, ăn mùa hè á. Để hả? Không có việc dừng dắt. Làm, ví dụ như sáu cái cột. Sáu cột ở trên mình lộ bằng cái tôn nhẹ đó, tôn dạ. Nó rẻ tiền á, dạ. Mình đâu có làm dắt đâu.
rồi cái nó có cái mà thôi nó đã mới nói thôi không làm gì nữa mới bởi vì đời nó luôn luôn bất chuyện nó thay đổi hoài thì nó vô thường hoài đó và thì mới nói không mới bây giờ không lại có cái gì, mới nó không làm gì nữa đó lại có cái cứ thì cái mùa hè thì ra rồi đó cái nhà ba nhà thì ăn uống nó thoải mái rồi sáu thí dụ như là sáu hoặc tám hai bên sáu ba cột hoặc 40 cột rồi đó rồi trên lọc hai mái xuống cái hai đây hai mái nữa cái là hai mái nhỏ nữa cái rồi vậy thôi dưới này làm cái lan can cái văn võng rồi vậy đó trời ơi nó nhiều tiền à bị đổ nữa ha ơi còn đây tính bỏ đi bây giờ anh cầu mong mà sang năm á đầu năm á con đi mua cái máy cày cho thầy để đó để con thi người con cày cho thầy đầu năm tháng giêng tháng hai á mua cái đó để giêng để cày lên cày hai ba lần đấy chứ phải cày một lần nữa thầy thì cày hai ba lần nó mới lên nổi á chứ cái cỏ đó mà thầy biết là cái lâu cái, năm rồi thành thành rồi, rồi rồi bây giờ cái bông nó rớt xuống nó cũng lên nữa lên lại nữa thầy nhá cày lên là giống như ở đây không phải hai ba hai năm à. Hai năm nó mới được vậy đó thấy không đó giờ tôi ngán cũng ngán lắm á nhưng mà cũng phải ráng ráng trồng trọt cũng vui chứ giờ thấy ngán lắm. Hay lắm chứ thầy hay lắm á thầy cũng là cái nó gọi là lạc bình á thầy nghèo nhưng mà thầy vui vẻ thầy có làm việc chứ còn người không cũng mệt lắm mà thầy thiệt là ngồi không mệt lắm ngoài trừ thầy đi với thằng sĩ được nó có job đúng nè trồng trọt thì nói về giới luật thì nó cũng phạm giới đó phạm giới trồng trọt đó, nhưng mà điều giờ cũng phải nó tùy tại vì cái sự sống cái xã hội nó phát triển chứ đúng ra cũng còn phạm á nghe vậy sát sanh nhé hả phạm giới tại vì mình đào xới đất đai đã chết côn trùng rồi rồi mình có sâu bọt thì mình cũng phải làm cho nó chết rồi cỏ mình đà gọi là trảm thảo đó phạt cỏ đó đúng là nó cũng là cái phạm giới nhưng mà giới nhẹ thầy. Nhẹ chứ cũng phạm giới sống thầy sinh mặt thầy lớn hơn nhiều chứ thầy đó thì vì nuôi dưỡng cuộc sống mình đó mà vậy đó thì thầy không có ăn thì thầy đi ăn cướp mà đi ăn ấy còn chết nữa thầy đó thì bởi vậy xã hội nó văn minh cho nên thì mình phải lý luận như vậy để mà gọi là nó bớt cái âu lo chứ còn Phật đâu có cho vậy mình làm theo thời Phật thì làm không được thành ra còn cái đúng ra thì bây giờ hạ nói người tu và hạ toan tính cái gì thì ta cũng phạm hết trơn á nhưng mà nó tùy nặng hay nhẹ á nó bị kỳ nặng nhẹ chứ thầy với cái nào nặng cái nhẹ chứ thầy có tuệ mà thầy lại không tính cái nhặt nhẹ nó rồi chết rồi thầy thấy không cái mặt người là lớn nhất thường á thí dụ như á tôi suy nghĩ á mình cái lòng tham con người nó đứng ra nó không phải tự nhiên mà nó lớn liền mà gọi là lớn dần á vâng lớn dần ví dụ như mới ban đầu thấy cái lợi nhỏ cái bắt đầu cái mình thích cái từ từ rồi nó lớn dần á cho nên đâu có việc ác nào nó không từ cái ác nhỏ mà thành đâu nó lớn dần giống như đó kệ nhớ hoài có chuyện sư phụ đi để lại cho học trò có cái chùa nghèo với cái hai bộ đồ đó có chuyện nó nhắc hoài đó và từ cái khi mà đồ về chùa nghèo bị chuột nó cắn đồ rách rồi đi xin chỉ về giá cho tới tôi thấy về tội nghiệp tao cho nuôi con mèo để bắt chuột nuôi mèo tới rồi không có sữa cho con bò tới cho đất để trồng cỏ cho bò ăn dần dần thành một đại gia bao nhiêu năm sau cái chùa nó trở thành một khu du lịch trù phú luôn ngày tối chỉ biết là hốt tiền vô điếm xong giờ tiền làm gì đi bỏ ngân hàng làm gì nhiều quá bắt đầu mới đi kinh doanh nữa thêm nữa mở làm giám đốc đó từ từ cái tới trường sư phụ cũng trở về nó thật sự là con hư từ lúc nào lỗi tại ta nó khổ lắm khi mà không có tiền thì nó khác có tiền thì nó khác cái quan trọng thầy biết dừng không? Thì mà... thầy bảo thầy cày cái đất này, thầy làm được bao nhiêu tiền, thầy làm từ thiện ở bên Việt Nam á, thầy có vậy thôi. Tại vì là có sức thầy có mình thầy làm như vậy thôi, thầy không ham nữa, thầy không thêm nữa,
đừng có thêm mua đất thêm nhà thêm mày mua thêm mày lại làm thêm nữa. Khó nó chứ khó lắm, thí dụ như làm cái có tiền cái thấy rồi thôi thay gì cực quá thôi mình mua thêm căn nhà mình cho mướn, thay vì mình đỡ làm này thí dụ như rồi tới là tự động nó mất hồi nào cũng hay. Cái quan trọng là thầy thôi phải không, thầy tính thôi, quan trọng là thầy tính thôi, tất cả đều trong cái niệm thầy hết. Nó rất khó lắm, cho nên người tu mới coi chứ khó. Rồi thí dụ như ông thầy mấy thầy tu vậy, họ cái chùa nghèo khổ nó khác nghe không, rồi các phật tử nó thương cái tội nghiệp thầy về cái chùa mình, sao mà thầy khổ quá, thầy cực quá, ở chùa thì cháy, chùa thì dốt nát, chùa thì dột nát, chùa thì hư một rồi vậy đó, phật tử nó thương, thôi con có cái gom lại số tiền 5.000, 10.000 cúng dường thầy làm. Nhiều người như vậy rồi bắt đầu á, nhiều người vậy xong bắt đầu làm, nó thở thấy thầy làm khổ quá để mua cho thầy chiếc xe, thầy chạy cho nó phăng phăng với người ta. Rồi thôi thấy thầy cực khổ quá, sống thế này lo thầy kia, thôi để tiền nhà băng thầy muốn đi chơi đâu, thầy đi chơi cuối cùng mới rớt địa ngục nào không hay. Dạ. Thế không, rớt địa ngục nào mình đâu có biết đâu. Còn nay thầy xin lỗi thầy ngay cái phone này cũng vậy. Thầy bây giờ thầy hư thôi, thì anh chịu đổi thôi. Chứ còn không hư nhất định thầy không đổi. Cái đồng tiền nó cắt đứt hơn bén hơn dao. Dạ. Giờ thấy không? Nó từ từ nó gọi tiệm tiến. Cho nên sắc với tài là hai thứ mà nó cắt đứt bén hơn dao á. Một là sắc dục, hai là tài dục đó. Nó bén hơn dao, không có dao nào bén bằng sắc với tài. Rồi khi mà có tiền, có sắc, có tài rồi đó thì... Cần cái danh nữa. Cái danh thành mà... Cái danh nó lúc này cái là... Danh, cái mẹ là thân bại danh liệt. Đó, cái danh rồi đó. Sắc với tài thì mà có khi thân không bại danh... không bại danh thống liệt mà tới đừng đụng tới cái danh đó thì lúc đó mới thân bại danh liệt. Dạ, đấy đấy không? Người nào cũng cần cái danh lắm. Tôi vậy, đây người ta nói công đúng lắm này, nghe thấm lắm này. Chỗ nào có cái chữ tôi đó là chỗ đó có khổ. Đúng thiệt, nghe nghiệp hay quá thầy. Chỗ nào mà có tôi á thì chỗ đó là khổ đó. Nói giờ mà nhiều khi cái thân bệnh tôi sợ suy nghĩ mấy mươi năm gom tích lũy cho nó hay là tích lũy là thành cái gì là sanh được trụ hay là thành trụ hoặc là sanh trụ gì gì hoặc là thành trụ rồi bây giờ tới hoại để không nè. Mà khi mình tích lũy mình không thấy đau đớn gì trơn á, thấy hương phấn nữa, ăn bổ giữa thì thấy dục vọng rồi hương phấn, thấy rựng mỡ rồi con làm thấy không? Bắt đầu thấy sao mà con người đó nó bạc địch quần hồ rồi, thấy ngon lành đi đâu rồi, sáu múi rồi lực lưỡng rồi, tới bây giờ bắt đầu là từ từ nè, tới cái giờ đậu quại nó đau nhất nó từ khi mà thành với trụ á hay là xanh với trụ mình không thấy nó khổ mấy đâu. Vâng. Nhưng bây giờ mắt đó thì nó màu thấy tôi viết chữ hồi nãy không đeo kiếm thử mà không thấy đường thiệt luôn, thấy viết theo sẹo à. Rồi á cái chiếc này bỏ hồi này đó, rồi lỗ tai thì nó lùng bùng. Ngủ dậy thì ông giờ tôi ngủ gì đâu, bữa nào mà ngủ dậy mà quên lỡ trễ già hay là cái đi đứng dậy đi liền là hết hồn rồi đó. Hết hồn nó chết cha, phải mình không để sụm xuống cái là chết. Cho nên ngủ dậy phải ráng nhớ bình tĩnh, rồi so bóp đồ. Đó, rồi đây là nó nhất từng cái lóng tay. Chứ ngày hôm qua tôi đi mua, hôm qua tôi nói thiệt. Tôi muốn ăn xương sáo với gọi là xương sáo học lụ á. Cầm lên rồi. Nó đâu có nhiêu tiền đâu. Cái chuyện không phải tiền mà đây là ngọt đây này. Cái ngọt cũng thành vấn đề mà nó quá chắc, nó làm phải quá chắc nó mới giữ được lâu. Tôi nói thôi, cầm lên rồi, cầm hai lần, thử làm mình nghe, cầm lên, rồi đi một đò, một đầu một cái trở lại cầm lên nữa. Nó không được, không được, mình phải làm chủ lấy mình. Đó, tu đó thầy, thầy đừng tu đó, chứ thầy đừng tu đó thầy. Thà lỡ ai cúng thì mình ăn. Ví dụ như bây giờ bây tham này ơi, mày mua, không ví dụ cúng thì đồng đỏ không đành. Nhưng mà bây giờ ăn cái quá chất đây rồi bây giờ mới mốt ha. Nó vô xương, vô tỷ, nó tới giờ thì dĩ nhiên nó cũng hoại. Nhưng mà trước khi hoại nó nhất từng cái lóng tay. Rồi mình tưởng tượng nhiều khi mình bóp từng lóng tay vậy. Thôi bỏ xuống,
bỏ xuống xong đi một vòng nữa tiếc. Có hai đồng mấy sao là tiếc gì hai đồng mấy trở lại nè, là đậu phộng qua là mua hai lon đó, hai lon hai lọ đó mà bỏ tới bỏ luôn thôi, bỏ xuống lon thôi ăn cái ít rồi. Cái ngày hôm qua nó về muốn ăn mà nó để đây nè, để dòm nè, dòm người đỡ tức á, dòm chừng nào mà hết chịu nổi nó lấy ăn. Nhưng mà chứ tao hồi xưa không nhớ là tôi về tôi ăn liền là hết rồi đó, để dòm vậy đó. Chứ ăn vô bây giờ nè, đậu phộng á chất béo, nước cốt dừa, rồi bột, tinh bột nữa, rồi cái chất bột nổi nó mới chiên nữa, ba bốn cái quá chất thì tôi thôi giờ mua giờ để dòm chơi. Hôm qua không thèm ăn, nhất khoát cầm lên mà không mãi nắp đâu, thấy không, tôi đâu nói dối hết. Cái đó là hành đó thầy, cái đó là hành đó, nó ngay đó thầy tu cái kia rồi thầy hành cái này là tu là thầy quán đó. Rồi hôm qua biểu tôi bỏ cái miền xào đó. Vâng. Cũng ráng ăn nhưng mà tới từ còn miếng cuối còn mà hết nổi ăn, cũng ráng nha, ăn ngay hết nổi mới cho chó nó ăn nữa. Nè. Trời ơi, thôi nhai mình đi. Nhai bây giờ nhai nó đau, rồi nó không tiêu, nó làm cái bao tử nữa thôi, rồi mới dám buông đó. Mình nghĩ vậy, quán vậy đó. Đó, đó, bởi vì tại sao mà cái ăn đó, Đức Phật cũng viết trong ngũ dục đó là tài sắc danh thực. Thật thì ăn đó, thì ngủ. Yeah. Mà thôi mình nghĩ cái ăn đơn giản làm gì có vậy đó, mà khi ta trải nghiệm vậy đó, trải nghiệm vậy tôi mới thấy nó quan trọng. Một cái thầy mà control được, tức là thầy kiểm soát được con người thầy như vậy. Thầy chưa ăn... kể cả đó, mình ăn đó, mình nói ăn chay nha, chưa kể nó ăn tươi nước sống, ăn ăn gà, đồ ăn hộp gà lộn, hộp vịt lộn, ăn ốc, đồ ăn là cái rổ chưa đâu. Trời ơi, đó là mình nói ăn quá chắc thôi, thì ông nghĩ nó còn quan trái là cái quá chất nó vô nó làm cho cái cơ thể mình nó bại hoại, chứ đừng nói chi mà ăn thịt chúng sanh nó quan gia trái chủ nữa, phải không? Cho nên nó ghê lắm rồi, ôi nó còn nhất nó bao nhiêu cái thứ nó kết hợp. Trời, có nhiều người Phật tử tu mấy chục năm nhưng mà tới chừng đau nhất chịu đâu có nổi. Trời ơi, đau quá trời ơi, đau chịu đâu có nổi đâu. Cái tâm nhịn ăn được thầy ơi. Đau trời ơi, nha. Đau quá trời ơi, thấy có nhiều người thấy tội vậy đó. Nhưng mà đau quá sao chịu nổi. Trong người thầy mà đi đâu giờ, nó thầy đâu phải người ta đánh thầy đâu mà kêu được. Nó trong người thầy ra mà. Nó bây giờ làm sao mà chặn đứng cái kiếp tử sanh, là hả, chặn đứng kiếp tử sanh ở đâu? Đó, nhưng mà ít ra thầy về bình an trước. Nhưng bây giờ thầy về bình an yên trí chứ. Mới giải thoát được. Phải làm sao mà mình sanh thuận tử an đó là vấn đề quan trọng. Dạ. Sanh thuận tử an. Sanh thì coi chứ mình ra lọt lòng ra thì cũng yên rồi đó, cũng tạm yên rồi đó, cũng yên. Bây giờ tôi suy nghĩ cái giai đoạn cuối. Nhưng mà trước khi tự nó hành hạ để chết chợ. Nhưng mà làm sao an nha nè. Thứ nhất á, tôi nghĩ mình đơn giản thôi, đừng nói theo kinh sách nha. Vâng. Thứ nhất là mình nếu như mình không ăn thịt chúng sanh á, thì đỡ cái nó đòi mạng ha. Dạ. Nó không có đòi mạng mình, nó không có giết mình được, nhưng mà nó giống như mình tưởng tượng nó, đi nó quấy, mình ăn nó gà quấy, ăn vịt á, thì giống dạ. như nó mổ là mình cũng đau vậy đó. Dạ. Ăn, còn ăn heo, ăn bò, ăn chó là nó xé mình vậy nè. Đó, thành ra đó là một. Đó là một cái đền trả. Thứ hai là ăn ba cái loại quá chất này, rồi nó vô nó hầm bà lặng trong nó mới thối, nó ung thư, nó mục nhọt, nó đủ thứ. Một giọt ở ngoài còn trị được, một giọt ở trong thì còn ung thư chứ gì. Đó, rồi cũng chết là hai. Rồi cái nghiệp của mình tạo từ cái khẩu nghiệp nữa, nó cũng hành hạ mình cái thân đó nha. Rồi cái ý nghiệp đó, trời ơi, nó dồn tới nằm đó mà nó trời ơi, đau quá, trời ơi, thấy sợ quá. Như vậy đầu tiên bây giờ thầy phải thiểu dục, thầy bớt cái ham muốn đi bị đâu, thầy bớt đi. Bây không, cái ham muốn chuyện nó không khe. Trời ơi. Ham muốn, ví dụ như ham muốn cái điều lành thì không sao. Còn cái chuyện mà ham muốn mà tạo cái quan trái cho mình, cho người sẽ còn ví dụ ham muốn điều lành ai trên đời này sống. Thầy muốn sống, ăn cái này cũng bình thường đi chứ tưởng. Có gì đâu thầy. Thiệt tình cái này cũng chẳng có hại cho ai cả. Sống, sống. Cái này chỉ có hại cho thầy thôi đấy. Thì nó hại cho mình. Đó, tại mày bớt cái ham muốn. Nếu bây giờ không ăn thì cũng không được. Ví dụ như đó mà ăn thì ăn, bởi mình phải ăn, trước mắt mình ăn cái gì. Ăn bởi vì cho nên tại sao xưa Đức Phật gọi ăn trong chánh niệm á. Ăn trong cái thanh tịnh mới gọi là ăn trai. Ăn trai tịnh, ăn trong cái sự thanh tịnh. Như thấy giờ thấy thiệt á, tôi sợ nhất là nó bại hoại ngày chết rồi.
phải đau dây chết giờ nó đỡ đau nhất không vâng. Như là đó, nhưng mà sợ nhất là lúc mà mình cho nên thấy cái những cái người mà bây giờ ở Việt Nam nó có lệnh ở Việt Nam và thế giới mà tù tử tù bây giờ không có bắn không có chém nữa mà chích thuốc á đó. Mà chích 3 mũi một mũi là đi rất không bây giờ tôi mới coi nè bây giờ là mới chích 3 mũi mũi thứ nhất là cái gì đó mũi thứ hai là cho nó ngừng tim một cái gì đó là 3 thứ thứ nhất là cho máu nó không có chảy lên não thứ hai là cho nó tê liệt hệ thần kinh thứ ba mới cho đứng tim nó nhân đạo bởi vì họ nhân đạo mà còn hôm trước kia thì chích con mũi nó đau nó cái người giết tổ. Giết người mà còn nhân đạo nữa này thì đó bây giờ vậy đó 3 thứ vậy đó. Thứ nhất là chích cho máu nó đông sao đó hai là nó không chạy về đó thấy hôm qua tôi hôm kia tôi coi đó là cái án tù bây giờ biết đó là áp dụng cho thế giới Việt Nam tôi quên rồi coi không để ý nhưng mà giờ tự nhiên nhớ cho nên nó trong kinh Phật thì Phật nói người nó có 3 phần là noãn tức thứ ba là thần thức ở lại da đó noãn là hơi ấm noãn ví dụ như noãn xanh là con gà nó cần cái ấm để cái trứng nó ấm nó nở đó thấy không noãn là người cần hơi ấm thứ hai là tức là hơi thở thứ ba là thần thức thức là a lại da thì cái điều mà đi cuối cùng là cái lại da cho nên khi mà cái điều cái chết đầu tiên là cái ấm là cái noãn á thứ hai là nó ngừng hơi thở thứ ba a lại da cho nên cái lại da đó mới đi cầu nguyện 49 ngày đó 49 ngày nhưng mà hồi sáng tôi giảng Địa Tạng nó kinh trong kinh nói rất rõ ràng là cái người chết 49 ngày không biết gì hết á không nghe nó không biết là nghĩa là không nghe không biết gì nhưng mà họ giống như họ bị giam ở trong cái chỗ ti sở á họ tự giam thì nó giống như cái người như con nít vậy đó giam ti sở rồi họ mới chờ cái người thân quyến giống như thí dụ giờ ông có người bạn lỡ chạy xe ra đường lỡ có tai nạn gì đi thì có chuyện gì đó ta bắt vô tù hay là người bạn nhậu xanh xỉn về đánh vợ lúc xỉn nó biết gì nhưng mà cái luật thì bắt vô khám trước đi thì vô khám nó làm gì thì lúc nào cũng trông mong cho có người thân nào tới để lãnh mình ra được cách này cách khác thì lúc đó cái người mới chết cũng như vậy đó đó thì làm nhưng mà Phật ngài Địa Tạng căn dặn cho ngài Đại Biện dặn tới dặn lui rõ ràng là nhớ nghe chỉ hưởng được có 1 phần thôi à người sống hơn 6 phần à chỉ có khi nào mình còn sống như vậy nè mình tạo phước lành mình mới hưởng đủ 10 phần à nhắc đi nhắc lại rõ ràng nhắc mấy lần như vậy đó chứ không phải mà nói kiểu mà cầu nguyện là được nghe chỉ có 1 phần à 1 phần người sống 6 phần vì vậy kinh Phật là dạy cho người sống chứ đâu phải dạy cho người chết nhưng mà vì lý do nói điều này ra để cho người sống nhớ cái trách nhiệm của mình làm gì khi còn sống nhớ cái bổn phận của mình làm gì cho người thân quá cố nó vậy thôi nó hay là hay chỗ đó nhưng mà thực tế ra thì bởi tôi nói giảng mình tôi giảng kiểu vậy đó thì ít người nghe lắm đi Pháp Hòa mới giảng ở sau dê ngàn người đó là cả ngàn người rồi ông Võ Văn Tường ông đi chụp hình ông liền qua mà ông Võ Văn Tường này ông cũng ấy ông phái chụp hình ông liền qua trang thấy trang Đạo Phật Ngày Nay cũng đăng trang Quảng Đức cũng đăng riết là thành ra mấy trang lại thành trang rác hết trơn gian gian mà trang rác cái chuyện vậy cũng đi đăng trời để cái đăng vô những cái rác để đi kiếm like kiếm view riết là mấy thầy chùa mình tôi nói dạy cái giảng dạy cái gì dạy cách phản thầy lừa tổ phản cha lừa chú dạy chứ dạy cái gì ru hời phật tử dạy giải thoát giác ngộ mấy ông dám dạy đâu dạy tờ nói những cái ăn mặc ở ngũ ỉa không à chỉ còn chữ không dám nói ra thôi
phải nói ra tôi chửi cho mà nghe chứ. Riết là mấy cái trang Phật giáo bây giờ đăng những cái kiểu mà đăng 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 tin rác, kể cả ông Thích Nhật Từ, kể cả ông Thích Nguyên Tạng ở bên trang nhà Quảng Đức ở bên Úc á. Mình coi Võ Văn Tường, ông chụp ông lịa. Mà Võ Văn Tường này thì coi như ông phái xưa nay được cái danh là văn hóa mà chụp hình liền qua đưa tin qua rồi cái đăng. Không phải mình ganh tị gì. Nhưng mà tôi nói thiệt thà tôi không biết không. Tôi không biết là tôi còn tôn trọng, tôi còn phục. Chứ biết là cái thứ mà là lừa chửi cha, chửi chú, mắng thầy, chửi tổ. Thực sự tôi thiệt cái tôi... Dù anh có tài bao nhiêu đi chăng nữa nhưng không có đức cũng không làm gì được. Có tài mà có đức là vô dụng, câu đó xưa nay. Nói thì nó dễ nói, mở miệng ra thì như có đạo đức mà không không có nghĩa, có nhân, không có tình. Nói chứ con người mình sống phải có tình, có nghĩa, có trước, có sau. Mình cứ mình chê thường người ta, mình khinh thường người trước, biết đâu mình có bước qua được không, thấy không? Vì hoàn cảnh, dụ như nó ở đó có những cha mẹ làm những điều xấu xa. Rồi bây giờ con cái biết được cái khinh thường cha mẹ, nó phải nhớ là cha mẹ làm xấu xa vì ai. Vì hoàn cảnh đó, hồi xưa, hôm qua tôi có coi cái tựa đề cái gì đó mà tôi quên rồi. Nói có một cái bà mẹ nọ 18 năm ở tù. Khi ra tù rồi chồng không nhìn, con không đối hoài tới. Nhưng mà thật sự bà ở tù bà hy sinh đó. Thì những cái thứ mà nó ngoài tù như vậy mà nó thật sự nó đâu có phải là con người. Còn có những người ta vì cái hoàn cảnh, ví dụ như đó hồi xưa có tù tình mẫu tử đó, tôi kể hoài đó. Tình mẫu tử nghèo quá rồi ông cha ông phải đi ăn cắp lúa, rồi con út nó mới, nó là trong cái đội du kích đó, gọi là cái đội mà là trong lính lá mà xưa đi, còn du kích thời nào hay dân quân thời nào tôi cũng biết, tôi nói vậy à, thời nào cũng thời tôi, giờ không có chính trị anh em gì trên, du kích là của ai xài rồi, tôi không biết tôi vậy, thời tôi sống vậy tôi nói vậy đi, tôi không biết chính trị mà tôi lỡ tôi dùng danh từ, mà thằng nào con nào nó chụp đi tôi chụp lại cho téo còn cả ngỗng không biết à, chứ tôi mười đâu mà tôi không về quê hương rồi đừng có chụp tôi nữa được, không biết tại đó giờ mình đi từ đó đâu biết thời nào biết không, mà thiệt tôi cũng biết là du kích là gì, nhưng mà tôi nhớ những người mà cầm súng đi bắt tội nhân nữa gì không, du kích chuyên môn tại vì ban ngày không đủ mạnh nên phải ban đêm mới hoạt động được, nên là đánh đây chạy, đánh là chạy, đánh này chạy, đó nên gọi là du kích, đánh nhưng mà chạy. Thật ra tôi sanh năm vừa im tiếng súng thì vậy, tôi có biết khỉ khô gì thực sự ra đó, cho nên thằng nào con nào chụp mũ tôi thì ngu ngục hết á, chịu mà tôi thiệt. Ông ấy nói chuyện tôi biết có nhiều cái thầy không có dùng, bây giờ thầy không biết, không biết chuyện từ đó tôi không biết, nên bản thân con không biết cái chữ lính là thuộc Cộng Hòa và lính quốc gia là lính, còn cái chữ còn dân quân là thuộc cái gì, dân quân cũng thuộc Cộng Hòa luôn, còn sau này là du kích là gì nữa, ở bộ đội, bộ đội là của cộng sản, rồi chiến sĩ là của ai, chiến sĩ Cộng Hòa. Ở sao Việt Nam rồi sau này thời sau này cũng có dùng chiến sĩ. Chiến sĩ thôi, nhưng mà chiến sĩ. Rồi cái nào là tổ quốc ghi công, giờ tổ quốc ghi ơn là cái nào? Cộng hòa. Cộng hòa là ghi công hay ghi ơn? Ghi ơn. Tổ quốc ghi ơn. À còn sau này là tổ quốc ghi công. Vâng. À trời ơi, tôi thì tôi. Khi nói thì, mà thật sự giờ. Cái gần cái nói này nghe, ngay hồi xưa cái bệnh viện mà để đẻ đó, thì bệnh viện là Bảo Sanh Viện, Cộng hòa họ gọi Bảo Sanh Viện. Nhưng mà Việt Cộng vừa gọi trưởng đẻ. Con nói thành cái thời này đó, gọi là trưởng đẻ, chứ không gọi là Bảo Sanh Viện. Rồi Cộng Hòa gọi là Bảo Sanh Viện. Nhưng mà đúng ra thì bên nào nó cũng còn dùng danh từ của ta đó. Tại vì Bảo Sanh Viện thì nó cũng còn dùng danh từ của Hán, của Tàu rồi cũng vậy à. Nó đúng nhưng là... mà nó có khác mình... như vậy. Nó khác là như vậy thầy. Gọi là trưởng đẻ. Vô gọi đang nói gì cái nói lái qua chuyện này à, cái vụ ông cái thằng con nó trong cái đội đó, dân quân đó dạ.
nó mới đi bắt, ai ngờ là ông già. Thì nó nói thôi giờ cha để bao lúa này đi, con chịu thế cha, cha chạy đi chứ cha già cha không vô tù tội nổi đâu, cha coi con có hiếu. Vậy đó thằng mày, khi nó đi tù thì ai cũng khi dễ nó, nó đâu biết là nó hy sinh đâu, thấy không? Đời này có những cái hy sinh mình không biết được. Bởi bà này 18 năm ở tù, ra tù chồng không nhìn, con không nhận, thấy tội. Tôi đọc cái tựa thôi, tôi không đọc sao. Nhiều lắm này, nhiều chuyện tội như vậy lắm. Nhưng mà con nói này nghe, Phật dạy đúng lắm. Tự mình đốt đuốc lên mình nhìn thôi. Chứ thiệt tìm mà nhìn người ta không nổi đâu. Tự mình đốt đuốc, mình nhìn mình ấy. Chứ không nhìn ai cả đâu thầy. Chứ nhiều còn... khi tôi muốn trời yên bể lặng, tôi muốn giảng á, có những cái bài pháp sao nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, đi vào lòng đủ mọi giới Phật tử, nhưng mà rồi cũng không được. Bởi vì sao? Nó chướng, nó những cái chướng nó trường trước mặt vậy. Rồi bây giờ cứ bưng bít ca ngợi không, thành ra rồi Phật tử nó té ngửa ra thôi. Thành ra tôi phải dùng cái duyên, tôi phải đánh đông dẹp bắt, chứ đâu ai muốn nói cho người ta ghét. Nhưng mà bây giờ nói cho người ta thương thì thiếu gì người nói. Nói tao thương á, coi cho nó dễ hơn đó. Không thương không ghét được không thầy? Hả? Không thương không ghét được không? Khó lắm, trên đời này khó. Đó, thầy dạy con trung đạo thế. Khó. Không thương không ghét. Cái gì đúng mà nói thầy đúng thôi. Thì nói đúng á, mà nói đúng thì lời thẳng thì trái tai, lời ngay thì mất lòng. Trung ngôn mà nghịch nhĩ, thắng mực tàu đau lòng gỗ, vân vân, ví dụ vậy đó, nó khó lắm. Thôi kệ, trời đất nó sắp xếp tôi vậy rồi, tôi chịu ấy. Ai có duyên thì nghe, tới giờ mệt mỏi lắm à. Quá, nó nhãn tiền, nhãn vậy đó. Nói con thầy đó, mới vừa trên mạng nó bóp phốt á. Nó trời chứng tế rất hay nghe, giảng pháp rất hay nghe. Rồi cuối cùng đi phá gia can mà. Đây là cái tội nè, đây là mấy cái tội nè. Rồi đi ăn... ăn lẩu dê, lẩu gì, lẩu cua, lẩu gì đó rồi. Rồi chắc là ông chồng của cô đó mướn người thám tử đó, dỡ nón ra đàng hoàng. Nhưng mà ông đó là bị bóc phốt bên đây một lần rồi. Rồi đó là qua bên đây. Rồi cũng đứng ra tổ chức đồ dữ dằn lắm. Rồi cái không biết sao rồi mấy ông lớn thấy nhỏ mới qua và làm quá cho nên ông ghét, ông đâu có làm giấy bảo lãnh ở lại. Cuối cùng mới đi kết hôn một cô gái. Rồi mới tới thì có thể sanh hứng hở, đừng về, tính về Việt Nam, đừng vận động hốt thêm số tiền để qua, cũng muốn làm bá chủ hoàn cầu. Nhưng mà qua thì bên đây có ông hòa thượng, tôi giấu tên ông Chọt, không biết được cái tài ông Chọt sẽ di trú. Qua tới phi trường Lodge nó cho trở về Việt Nam á, cho trở về luôn, cảnh sát ra cho ngược trở lại, bắt buộc lên không cho nhập cảnh. Nó vậy rồi thì thôi về Việt Nam thì lo tu hành đi không. Rồi cái ăn quen thì nó quen sao á, mà đời nay nó ngộ lắm, cái thời nay, cái đằng nay cái thời buổi gì đâu á, đàn bà sồn sồn nó có chồng rồi mà nó mê thầy chùa. Bởi vì tôi nói gái 12 bánh nước đó, mà nó thích làm bánh nước thứ 13 vậy đó. Có chồng mà không muốn, rồi thấy ông thầy nào mà có giọng đồ giảng đồ lưu lót hay là có giọng tụng kinh đồ hay á, nó mê hà. Tôi tới mấy mẹ già cũng vậy nữa, tôi nói trời nó mê. Mà nói ra nó kỳ, tôi nói tục chứ. Ông biết không, nhiều lúc mà tôi thấy ông Pháp Hòa thôi, ông giảng hay là mấy ông mà đẹp đẹp tướng giảng hay là mấy mẹ sồn sồn, mấy mẹ già nó ngồi nó chảy nước miếng, nó chảy ướt đất luôn á. Rồi tôi nói ghê lắm, nó mê cái chuyện gì đó. Ngồi mấy ông thầy mà giảng ngồi mà nó nghe nó chảy ke chảy nước miếng rồi nè. Thầy không thấy tội hả? Thấy tội chứ mà giờ bây giờ thấy tội mới nói. Thấy tội lắm mà thầy, thấy tội lắm, nghiệp chướng nó tội lắm mà thầy. Tại nó mê, mà mê thật cuồng luôn á nghe. Vâng, thì cái đó thường lắm mà thầy. Nó mới thấy tội lắm, tại con nhìn trai nhỏ này thấy tội lắm mà thầy. Mà cái tội nhất là mấy ông thầy mà phá gia can người ta đó, mà dụ dỗ ta lấy tiền chồng để biết bao nhiêu, thật sự chưa phanh phui ra, chứ phanh phui ra nhiều lắm. Nhiều lắm, nhưng mà có vẻ thầy mới thấy tội lắm. Mà hay là mấy ông thầy là phái gái hai con.
Hết con mấy ông còn bạn nhau không đấy, nó biết chuyện, nó biết làm. Thôi thầy ơi, không biết có không, nghe mấy thầy nói vậy đó. Thầy thì thấy nhìn như vậy, thầy thấy tội chúng sinh nó như vậy, thầy càng vậy đó. Nên người ta bảo cái mà đền ơn Tam Bảo tốt nhất, quý nhất là thầy Hoằng Pháp. Thầy đấy đúng không? Hoằng Pháp thì phải có giới định tuệ. Không có giới thì có hoàng cỡ nào được, cũng có pháp. Muốn hoàng pháp phải có giữ giới cho trong sạch. Mà mấy người giữ giới thì dường như không có người nào mà tánh không nóng hết trơn á. Giữ giới nó gắt gao thì nó trở thành nó tửng tửng. Nếu một là tửng tửng, hai là ví dụ như thấy chuyện nổi ông ta xịt có hòa thượng ông chửi dữ lắm, mà ông đoạn không á, cụ đoạn ông thẳng lắm á. Thôi nói riết rồi nó mệt mỏi, quét hoài không hết lá rừng không á, quét hoài không hết lá rừng. Thầy hết sức rồi, thầy tới đâu tới chuyện rồi ấy mà đó. Chứ thầy cái bữa ổng nó tay bệnh đâu có nhiều mà thấy tin đó, cái rồi cái tôi nửa đêm cái ông thầy kia ông gửi với tôi thấy tin đó, cái tôi quỵ luôn chứ thật sự đâu đến nỗi nào đâu. Thấy mình tá quả là biết không, sao cả đời với thầy tu không ấy, mình nói gì không ấy, mình còn đó chó cha. Nhiều khi tôi cũng đi ăn vậy, tôi cũng mặc đồ này tôi đi ăn vậy, thì mình nói là mình nói người ta, ai nói mình, ví dụ vậy. Nhưng mà mình ăn dù tôi với ông Thanh, tôi với ông ba đi ăn hay là cái chuyện khác, hiểu không? Đó. Mình nói chứ để thôi nó à vậy thì có khi cái ăn tôi mặc đồ này chứ bây giờ đi vô quán buffet mà người ta mặc đồ đời không, tự nhiên mặc đồ tu dàn rực vô giống 12 giám không giống giống nào. Dầu mình không ăn thì mình biết chứ. Ủa cái gì? Đó. Cho nên khi tôi mặc đồ này tôi đi vậy là mình thấy vậy cái đó. Nhưng mà đi ví dụ đi với mấy ông già vậy thì không sao không? Chứ hôm qua thứ sáu hả, qua ông Thanh ông rủ tôi thôi ông nội cho tôi hết muốn đi rồi. Hôm qua rồi rốt cuộc ổng cũng làm biết ông đấy, đi thầy chứ đấy. Ông đang mới chở tôi đi chợ về, ông nói đi, cái ông vụ đó đi chợ đi rồi về ăn. Vì ngày qua tới ngày ông đãi, cái thôi làm biến quá, thấy làm biến quá. Cái cuối cùng ông làm biến luôn, thấy hồi cái ông lục đục, ông mở cửa ông vô, ông sắc rộp bị lạnh đó, ông vô này ông rửa ông sắc. Mà biết ông cũng đi luôn, cũng tự nhiên. Chứ thật đi, có mình nó cũng buồn, không lẽ tự nhiên xách xe không, chạy tôi. Đi mình không nên đi, có ai đi mình. Ông lẽ xách xe ông chạy tới đâu ăn dạ. Cũng buồn phải không? Dạ. Mà ông khai không đi mà không cũng đi. Thế này sao, 1-2 tuần nữa ăn thua gì? Tuần này ông đi tuần sau đi. Trời mưa, trời gió. Mà bữa nay mắc chứng gì khí hậu nay nóng này nha. Nóng lắm, gồm 76 độ. Bữa nay nóng này. Cái nay lại. Hôm qua là tắt máy hạ lạnh, hôm qua yeah. Nay là tắt máy nóng qua nay. Ok, thôi. Thôi ông đi. Ok, thôi con cảm ơn thầy. Thầy con đi nghe.